Xót xa cảnh hai con voi ở công viên Thủ Lệ bị sợi xích khóa chân, in hằn lên da thịt. Hình ảnh hai con voi ở công viên Thủ Lệ Hà Nội bị xiềng xích hằn lên những vết thương ăn vào thịt khiến nhiều du khách đến tham quan không khỏi xót xa. Nhiều người băn khoăn về lý do hai cá thể voi tại đây phải sống trong cảnh xiềng xích. Ông Lê Sĩ Dũng, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vườn thú Hà Nội cho biết, theo các thông tin phản ánh, chúng tôi đã nắm được tình hình. Ngay sau đó, chúng tôi đã nới lỏng xích và di chuyển cố định sang phía chân khác của voi. Việc xiềng xích như vậy không ai muốn, tuy nhiên vấn đề đảm bảo an toàn cho động vật, an toàn cho con người chúng tôi đặt lên hàng đầu. Thực tế, hai con voi là voi Thái được vườn thú tiếp nhận từ quân khu 9, còn ba nang được người dân Đắk Lắk tặng sau đó 4 năm, bản tính rất hung dữ. Khi nuôi nhốt cùng nhau, đã rất nhiều lần chúng đánh nhau. Với trọng lượng và sức tấn công lớn, nên khi xung đột giữa hai con voi, không ai có thể can thiệp được.